Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người 5 công thức sinh tố mà mình hay mang đi làm nhất nha. Đảm bảo là sẽ vừa ngon và vừa tốt cho sức khỏe nữa. Công thức đầu tiên có màu hường rất là xinh, nó có tác dụng làm da đẹp và sáng hơn. Mình làm sinh tố này thì sẽ bao gồm có dâu tây, yến mạch và một chút cơm dừa sấy hữu cơ. Mình hay ngâm hoa quả 15 phút với nước pha baking soda để nếu như hoa quả có thuốc ngâm vỏ hay thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ được trung hòa bớt. Thời gian này thì mọi người hãy tranh thủ ăn dâu tây đi, bởi vì qua đợt lạnh này là mộc châu sẽ hết dâu chính vụ rồi. Muốn ăn thì sẽ lại phải vận chuyển từ nơi khác về, như thế thì dâu sẽ dễ bị bảo quản hơn. Dâu tây có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe đề kháng nói chung. Chiếc máy xay sinh tố này thì rất là tiện lợi luôn, bởi vì là loại sạc điện. Từ giờ thì mình có thể mang sẵn nguyên liệu đi làm rồi tới nơi mới xay uống cho tươi. Như thế thì sẽ duy trì được dinh dưỡng trong hoa quả được tốt hơn. Công thức sinh tố thứ hai là công thức rất tốt cho người cần phục hồi dạ dày, và tất nhiên là trong công thức này thì không thể nào thiếu quả bơ được rồi. Bơ rất nhiều chất béo tốt, lại nhiều xơ và hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, cho nên có thể giúp mình no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tổn thương dạ dày rất tốt. Trong công thức này thì mình sẽ dùng thêm cải bó xôi để tăng khả năng chữa lành của cơ thể, và có cả sữa chua dừa nữa để làm cho món sinh tố này đỡ bị ngấy hơn. Đây cũng chính là công thức sinh tố mà mình thích nhất và dùng nhiều nhất trong đợt chữa lành dạ dày. Chỉ là đợt đó thì mình sẽ giảm bớt sữa chua xuống còn một nửa, như thế thì nó sẽ đỡ kích ứng dạ dày hơn. Công thức thứ ba có màu vàng rất là đẹp, và công thức này thì rất tốt cho vóc dáng và dạ dày. Đó là sinh tố xoài hạt chia. Ở nước nhiệt đới như Việt Nam, được ăn các loại quả nhiệt đới với giá rẻ thì đúng là như ở thiên đường luôn. Xoài là một loại quả ngọt, mềm, rất dễ mua sạch và giá thì lại không hề cao một chút nào. Cốc sinh tố này thì rất tốt cho vóc dáng và hỗ trợ giảm cân tốt, bởi vì mình có thêm vào đó hạt chia. Nó cực kỳ giàu xơ cho nên rất tốt cho dạ dày, tạo cảm giác no lâu. Mặc dù ít calo nhưng mà hạt chia lại có thể cung cấp được cho cơ thể khá nhiều dinh dưỡng. Trong đó thì có protein, axit béo omega 3, canxi, magie, mangan. Ngoài ra thì còn có vitamin B1, B2, B3, kẽm và kali nữa. Mình dùng hạt chia rất là thường xuyên, ví dụ như làm pudding sữa hạt này, hoặc là chữa cháy trong các trường hợp sữa chua hạt bị lỏng nữa. Có đôi khi là mình chỉ pha hạt chia với nước sôi để nguội và uống thôi. Có điều khi mà cho hạt chia thì mọi người lưu ý thêm nước, bởi vì hạt chia sẽ nở ra và làm đặc hỗn hợp nha. Công thức thứ tư là công thức dành cho người bị đại tràng, dễ bị táo bón. Trong đó thì mình sử dụng chuối, bí đỏ hấp chín. Công thức này nhiều xơ, giàu khoáng chất và đặc biệt là hỗ trợ nhuận tràng rất là tốt. Khi mà mình ăn hỗn hợp này thì mình nghĩ đến súp nhiều hơn là sinh tố, bởi vì nó có vị béo béo, ngậy ngậy, giống như đợt mình nấu cháo bí đỏ yến mạch với nước cốt dừa vậy. Công thức sinh tố này thì sẽ khá là no, thế nhưng mà lại không khiến mình bị đầy bụng, khó chịu. Chỉ có điều là vị ngọt của bí đỏ nếu như mà ăn nhiều thì sẽ hơi ngấy thôi. Công thức cuối cùng đó chính là công thức mình hay dùng nhất khi mà cần tiếp thêm năng lượng và hỗ trợ xua tan stress, đó chính là sinh tố chuối và cacao. Chuối và cacao là hai người bạn hỗ trợ rất tốt cho những ai bị stress hay trầm cảm. Trong chuối có nhiều folate hay còn gọi là vitamin B9. Nó sẽ giúp serotonin, là một chất hóa học tạo ra cảm giác dễ chịu, đi vào não nhanh hơn. Cacao thì cũng vậy, ngoài việc có khả năng chống oxy hóa cao ra thì nó cũng có khả năng chống trầm cảm và giải tỏa tinh thần rất là tốt, bởi vì nó có thể duy trì các hormone hạnh phúc, giúp giảm đau, giảm stress. Đối với mình thì chưa cần uống đâu, chỉ cần ngửi mùi cacao thôi là mình đã thấy nhẹ nhõm rồi. Mà cái hỗn hợp này thì nó rất là ngon luôn. Chuối mình dùng là chuối cấp đông mà máy xay rất là ngon lành. Mình thì còn rất nhiều công thức sinh tố khác, thế nhưng mà video này thì đã dài rồi, để hôm nào mình sẽ chia sẻ tiếp sau cho mọi người nha.